của mình thì chiếc xe đầu tiên đó là một chiếc xe Honda Cup, Super Cup 50, rất là đẹp, rất là mới. À, để cho mấy chi tiết hơn thì chúng ta thấy cái bóng ra, thấy cái bóng ra để các bạn các anh chị coi cho nó đẹp hơn. Nói chung là một cái xe nó đẹp thì nó nhiều cái yếu tố đẹp, nó kết hợp, nó tổng hợp lại thì nó sẽ thành một chiếc xe đẹp. Và chiếc xe này mang biển số là 53RA3312. Và với cái chiếc xe 50 Super Cup 50 này còn tuyệt đẹp luôn, còn rất là đẹp luôn. Tem gấp nè, tem gớp nè, tem lốc nè, còn đầy đủ luôn, dàn sáng vàng còn nguyên luôn. Đó, xe còn rất là đẹp luôn. Và với chiếc xe này đẹp từ trên đến dưới luôn nha các bạn, từ trong ra ngoài luôn. Thì với một cái chiếc xe đẹp thật là đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 35 triệu, 35 triệu nha các bạn. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Nói chung là xe chỉ có đề lên là đi thôi, đề lên là đi, máy nổ là thành thật, máy nổ là bị thầm luôn. Rồi, xin cảm ơn. Rất là đẹp, rất là đẹp. Và kế nữa là cũng có một chiếc cúp nữa, nhưng mà
tất cả là còn nguyên xi luôn. Em này mang biển số 59D266259. Và với chiếc xe này đời sau rồi các bạn, đời này là đời sau rồi, đời 97. Và với một chiếc Super Cup 70 đời 97 này mà muốn bán cái giá là 48 triệu cho chiếc xe Cup tuyệt đẹp này luôn. Đầu nồi chín chưa lớp luôn, đây là nguyên bản luôn, thì làm sạch sẽ rồi. Em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Future Neo. Honda Future Neo với một cái chiếc xe Future Neo tuyệt đẹp này, em này nó có màu đỏ đen. Future Neo màu đỏ đen tuyệt đẹp.
Shopee cũng sang điện tử với không nó trẻ màu đỏ này, còn rất là đẹp, rất là mới này. Em nó mang biển số 59D319550. Thì với cái chiếc xe Future Nail màu đỏ FI lên đẹp này, xe zin đầu nồi chưa đớt này, thì mình mong muốn bán với giá là 45 triệu. Xe này là đời cuối 2008 nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Rồi, còn kế nữa là em xin giới thiệu, em xin giới thiệu các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Way. Quay nào, quay Thái nha các bạn. Đó, quay rất đen. Đây hai lông đèn màu xanh vỏ dưa.
này thì mình mong muốn bán với giá là 26.500. 26.500 nha các bạn. Rồi. 26.500 cho chiếc xe Honda Way ZX này. À, rất là đẹp. Đi là. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là giới thiệu những loại tất nhiên Future X nhưng mà là bánh căm thắng đực. À, xin giới thiệu với các anh chị đây là chiếc xe Honda Future X màu đỏ nhưng mà bánh căm thắng đực. Xe này với giá 25 triệu, 25 triệu cho chiếc xe Honda Future X. À, xe này thì là bánh căm bình thường nha các bạn, nên giá nó mềm. Rồi, kế nữa là giới thiệu qua chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Way ZX mà bánh căm thắng đĩa, cũng là đẹp luôn, rất là mới luôn. Hai xe được, hai xe ZX. Cái đầu nó đẹp ghê không? K13651 2. Và với chiếc xe Honda Way ZX này thì mình mong muốn bán với giá là 28 triệu, 28 triệu nha các bạn. Rồi, và kế nữa là một cái chiếc xe Honda Future X FE phun xăng điện tử bánh căm thắng đĩa, xe zin tuyệt đẹp nhưng mà là hồ sơ cầm tay luôn, sẽ được hồ sơ cầm tay luôn. Với chiếc xe này thì khi các bạn các anh chị tới là cho bấm biển số liền luôn. Đó. Rồi ok. Đó. Ngoài ra còn khá là nhiều những cái dòng xe đó nữa nhưng mà ở giới thiệu nhiều quá là nó cũng xem như nhau thôi. Thì ở đây cuối nữa là mình giới thiệu với các bạn các anh chị ba chiếc xe phim trường LGT. Quay thử chân đi các bạn ha. Đó, đây thì chân em vừa đây. Mình trải nghiệm, mình thử, mình test, mình vừa ý rồi chúng ta cùng làm giấy tờ.
làm giấy tờ xong xuôi hết cho khách hàng xong rồi mới là giao về tận nhà cho khách, rồi lúc đó mới là chuyển tiền sau cùng nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều.